Sa Thầy là tổ chức cơ sở đảng được tỉnh ủy Kon Tum chọn tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2025-2030. Để hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc huyện ủy, huyện Sa Thầy đã tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức đại hội điểm tại các đảng bộ trực thuộc huyện ủy. Huyện ủy Sa Thầy chọn hai tổ chức cơ sở đảng tiến hành đại hội điểm của huyện để nhân rộng, gồm đảng bộ xã Gia Xia và đảng bộ vườn quốc gia Chu Mon Ray. Qua kiểm tra, đến nay các tổ chức cơ sở đảng được chọn đại hội điểm đã chủ động chuẩn bị theo kế hoạch đề ra, hoàn thành công tác xây dựng văn kiện dự thảo lần 1 và tiến hành xin ý kiến, góp ý của các cơ quan đơn vị và nhân dân theo quy định. Về công tác nhân sự, đã triển khai xây dựng phương án nhân sự, đảm bảo có sự kế thừa và chuyển tiếp giữa hai nhiệm kỳ, đồng thời tập trung đánh giá các chỉ tiêu thực hiện nghị quyết đại hội đảng nhiệm kỳ 2020-2025, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt. Qua kiểm tra, huyện Sa Thầy tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội điểm tại tổ chức cơ sở đảng trực thuộc huyện ủy về công tác nhân sự, xây dựng văn kiện và kinh phí tổ chức đại hội, đồng thời yêu cầu tổ chức cơ sở đảng được chọn đại hội điểm cần khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị theo kế hoạch, tập trung bám sát chỉ thị số 35 ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và kế hoạch của tỉnh ủy, huyện ủy, các văn bản hướng dẫn của các cơ quan liên quan gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, phấn đấu hoàn thành công tác tổ chức đại hội điểm trước ngày 10 tháng 1 năm 2025 để rút kinh nghiệm cho công tác tổ chức đại hội các chi bộ, đảng bộ trực thuộc huyện ủy Sa Thầy.